Yo, hello các homie nha. Và chào mừng tất cả bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hiện nay mình sẽ tiếp tục chơi con Clam Ranger nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nha. Một cái like và xem tất cả các cộng đồng mạng. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi nhé. Vì một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó lại tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nhá. Trong tập trước là mình đã hoàn thành xong hết được những cái nhiệm vụ của ông chú ăn rau rồi. Ông chú, đúng rồi, thì mình mới nâng cấp lên được. Ông chú ấy tặng cho mình cái đồ nâng cấp lên thì mình một cái hũ rau ruộng của mình nó sẽ thêm được hai cái chậu, gọi là tăng thêm sản lượng á. Ok, nhưng mà cái chậu đó thì đối với lại những cái loại mà trái cây bằng trái cây á thì nó lại tiện hơn nha, bởi vì nó mọc thêm hai cái cây phụ, nhưng mà còn mấy cái loại mà cũ á thì nó vẫn vậy à, nó được thêm hai ô nhỏ. Hai ô nhỏ thì cũng không nhiều bằng thêm hai cái cây đâu. Ok, thì như mình đã nói từ tập trước đó là tập này mình sẽ khám phá cái khu vực này, cái khu vực của em gái người Nhật. Vô đây là khẩu súng mình tự biến đổi, mình chỉ còn lại 3 ô. Ok, chờ tới hai cổng di chuyển thôi, không biết nên đi cổng nào, mình đi cổng trên ha. Dimple Valley. Ok, có một phút để làm gì? Snap shot là bắn hả? Oh, Quicksilver à, được đặt tên theo siêu anh hùng đấy chứ. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là mình chỉ có một phút ở trong đây thôi, nhưng mà bom cái này chắc là bom. Thì sau khi mà mình bắn điện từ vô những cái em Quicksilver này nè, mấy em sẽ đẻ ra boy, sau đó mình sẽ thu thập những cái viên boy của mấy em. À, mình có thể hút mấy em về sau đó xài cái chiêu bắn này. Không không hút vô được. Phải không, không biết, từ từ. Nếu như mà Quicksilver, nếu như mấy em Quicksilver này nè có thể like được, like được thì mình đâu cần mình phải đi làm kiếm mấy cái boy khổ như thế này. Mà mấy cái boy của mấy em mất rất là nhanh nha, là mình hiểu hiểu cái map này rồi. Vậy còn cái map kia thì nó sẽ như thế nào? Và chăm chỉ lắm. Mất nha. Nếu mà mấy cái boy mình để mình bắn mấy em mà mình để lâu quá là mất á. Mà hình như mấy em kiểu như là đang đua vậy á.
Mới đây mà chỉ có 30 giây hả, còn dài. Cũng tính ra thì mấy em này dễ dễ kiếm boy hơn. Mất nhanh lắm chứ không phải. Nhưng mà mình phải tiếp tục di chuyển chứ không có thể nào đứng chỗ được. Đứng chỗ thì có thể thu thập được á, nhưng mà hết đạn. Cho nên là di chuyển để lấy đạn. Hết rồi. Ok, hết thời gian rồi. Rồi cái cổng nào để giúp mình về đây ta? Cái này là chạy xuống đúng không? Ừ thì phải chạy đường này. Không biết là mình ra lại chỗ cổng thì có bật được không ta? Nếu mà bật vậy thì dễ quá rồi. So với lại những cái màn chơi trước mà kiếm đồ á, thì mình thấy là màn này khá dễ nha. Mình chạy một vòng rồi mà đúng không? Mình chạy một vòng rồi đó. Khoan chờ chút. Mình vừa mới chạy một đường vòng mà không thấy đường ra đâu. À đây đây đây, cổng ra đây rồi. Ô. Không được wifi ấy, chờ 10 phút thiệt luôn á hả? Phải chờ 10 phút để sạc lại cái đường đua đó. À, ở đây có một đường đua, vậy là hai đường đua. Hai đường đua. Em ấy là sao ta? Là mình hiểu là khu vực này sẽ là hai đường đua và cứ bật lên rồi sau đó đua thôi. Hai đường đua hay là hai cửa? Tao mình nghĩ là hai đường đua chứ làm sao mà hai cửa được. Có mấy em bị bắn trúng á. Có mấy em bị bắn trúng thôi, mấy em chặn đường lại. Ây da. Ok, vậy là khi mà mình bắn trúng mấy em, mấy em sẽ gây ra tĩnh điện. Giờ mấy em đụng vô mình thì mình sẽ bị mất máu. Còn ý, kin nữa kìa. Boomerang. Không như mà cái màu này đẹp như là samurai vậy. Rồi cả khi mà cái hiệu ứng điện giật của mấy ẻm rồi mấy bạn nhìn rồi đẹp nữa.
Hết giờ rồi. Thôi hết giờ rồi thì về thôi. Giờ đại khái mình cũng hiểu được cái khu vực này như thế nào rồi. Đúng này đúng không? Quay trở lại thôi. Đúng rồi, cái này là phải chờ thời gian nữa cơ, cho nên là nếu mà thu thập thì nó cũng sẽ lâu. Nó dễ nhưng mà nó phải có thời gian chờ. Hóa ra thế, bây giờ mình mới hiểu được là cái khu vực này cần phải làm gì rồi. Nhưng mà không biết cái boy đó mình có thể like không? Mình lỡ bắn hết rồi, ai da. Buồn. Mình lỡ bắn hết rồi cho nên là bây giờ không còn boy để mà bắt nữa, chán. Ok. Ok, để trước khi mà hoàn thành thì mình sẽ slide saber đi, mình chưa có slide saber nữa. Đáng lẽ là phải mang theo đồ ăn mà quên mang theo đồ ăn. Ây, đau đấy. Au. Dính ngay cái em chỉ ăn trái cây luôn chứ. Mình đang suy nghĩ không biết là nên like Saber với lại em nào, tại vì Saber bây giờ của mình là nhện rồi. Tính like với Phosphor nhưng mà Phosphor cũng đeo kim, Phosphor thì đeo kim thiên thần nên là nếu mà like với Phosphor thì nó cũng không có hợp lắm. Ây da, đây đây đây. Hai cái boss là đủ xử lý rồi. Nhưng mà muốn nhiều boss hơn thì vẫn có thể xem xét. Qua tầm, đúng rồi, qua tầm thì mình vẫn chưa có like đối với em nào qua tầm hết. Nhưng mà like với qua tầm hả? Cũng được, ở trong hang. Đúng bản chất Saber rồi, Sabertooth, hổ đằng kiếm cũng ở trong hang. Mà còn qua tầm lại là thời gian nữa, yếu tố thời gian. Cho nên like qua tầm có thể có vẻ hợp. Thì vậy mình có thể mình quyết định này nhá. Lai like Cyber với qua tầm.
giờ đâu. Ui. Mấy em này chỉ ăn thịt thôi, không có thịt rồi. À, em lần đầu tiên mình thấy nè. Một em Saberfly lại Radiac. Ở ngoài hoang dã nha. Ây da đầu. Đâu 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 đây. Ở bên đây mình xem có cái cánh cửa ở bên biển này có mở không được. Có. Vậy thì Saber sẽ lai lại qua tầm. Nhện nữa. Tại vì Saber của mình là đang đeo skin nhện cổ đại mà. Nhện cổ đại màu xám. Còn mấy em qua tầm lại theo chủ nghĩa của thời gian nữa. Đấy. Ăn đi đúng rồi. Ôi trời. Hôm nay là mình thả nuôi tự nhiên á, cho nên là bây giờ mới nhiều như vậy. Tránh ra đi bạn, tôi để tôi thu hoạch đã. Tôi muốn làm gì làm. Ra đó mà xử lý đi. Ôi full luôn chứ. Ủa sao bạn này thoát ra được? Vào đó đi bạn ơi. Ok, qua tầm boy thì đang giảm còn 75 nhưng mà kệ. Vậy là ngày hôm nay là mình đã khám phá được cái khu kia, bao gồm những cái đường đua của Quicksilver Clam. Sau đó mình like ra được cả qua tầm với lại Saber nữa. Quay qua quay lại. Quay qua quay lại cũng gần full rồi. Mình nghĩ là mình nên dẹp bỏ một cái lồng để nhốt mấy em này lại quá nhờ. Đương nhiên thì mấy em có thể thoát ra được, nhưng mà cái thoát ra số lượng nó không có nhiều.
Ok. Vô trong đi. Miễn là mấy em không bị đói á thì là mấy em sẽ không nhảy ra ngoài làm gì. Chứ nếu mà nuôi nuôi nhốt tự nhiên á, mình thấy là mình thả ra thì mình khi mà mình thu thập boy nó khó. Hello. Hình như mình thấy cũng nhiều lắm rồi. Với số lượng kiểu này là kiểu gì mấy em cũng thoát ra được à. Tại quá nhiều mới mà. Ảo ảnh. Ôi ơi mấy em tạo ra ảo ảnh nhiều quá. Sau đó mình sẽ dọn dẹp cái chỗ này sạch sẽ. Rồi bắt đầu thả đồ ăn vô cho mấy em, chứ không mấy em lại chạy ra ngoài nữa. Nè mấy cái bóng này là mấy em có thể chuyển đổi qua lại giữa bóng thật với bóng ảo á. Ủa sao chui ra ngoài được rồi? Chui trong đi. U. Ủa em này cũng khá hay nha, mình thấy mình bắn phát mà em bay ra ngoài được. Xong tất cả đã bị nhốt. À còn trên kia. Nhưng mà mình thấy là hình như là lai ra hết rồi đó. Không còn thiếu một ai. À còn. Không không, nếu mà nói là mấy em mà slam qua tầm mà like á, tôi nghĩ là hết rồi, tại vì mấy em like với lại saber ra hết rồi. Này cứ nhảy nhảy thôi bực mình. Ok, mình tính là quăng em ấy xuống biển nhưng mà em ấy dịch chuyển về đấy chứ. Bye bye. Còn hai water á, mình đang hút hai water. Miễn đừng cho để cho mấy em đói là cái gì cũng ok à. Ở đây còn một water. Làm như thế này hơi độc ác nhưng mà thôi kệ. Em qua tầm ở đây. Và vào trong đi em. Và đó là chanh. Pay lên mình.
cho mình nghĩ là mấy em không sợ đói nữa đâu. Vì có quá nhiều đồ ăn rồi. Mình chưa có một em Goro qua tầm đúng không? Bay lên mình. Sau đó mình sẽ đi bắt một em Goro qua tầm nha. Để coi, mình nhớ là khúc này mình vẫn còn ô để bắt. Còn ô mà đúng, ừ, chỗ này có ô nè. Chủ yếu là mấy em Goro này mình bắt chỉ để trưng thôi. Đây, Goro. Xây cái 7 cấp 3 luôn, bắt nó sẽ dễ. Rồi, ngủ một đêm vậy là chắc chắn bắt được. Mình chỉ sợ bắt được binh thôi. Binh thì mắc công, mình phải sắp xếp mình bắt lại. Dính không? Ok, dính rồi. Vậy là chắc là video này mình cũng kết thúc tại đây nhé. Nếu mà bài nào thấy hay nhớ để lại một like và share. Bài nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.